Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái chậu hoa thực dược mình để ngoài trời trong suốt cái thời gian vừa qua. Là những cái chậu này mình để ngoài trời, mình không có để trong nhà máy tre và để trực tiếp ở nền sân gạch. Lúc này các bạn quan sát đây, những cái mầm hoa thực dược nó đang bị khô, nó đang bị chết như thế này. Nguyên nhân tại sao nó khô nó chết như thế này thì cũng qua những video trước mình đã chia sẻ rồi. Đó là những cái phần thân mà trước đây khi mình đào củ lên và mình cắt đi, mình để lại, thì trong suốt cái thời gian mùa hè là một số cái phần thân đó nó đã bị khô. Trước đây những cái phần thân đó đã có những cái mầm mọc lên từ cái phần thân đó, và bây giờ nó bị khô cái thân thì cái mầm cũng khô theo. Đấy, toàn bộ những cái mầm mà nó đã khô như này thì chúng ta nên dọn bỏ nó đi, không để những cái mầm đó làm gì. Phía dưới này, lúc này các bạn quan sát đây, đang ra những cái mầm mới rất là đẹp. Hôm nay thì mình nói về cái hoa trồng chậu, còn những hôm trước thì mình nói về cái hoa trồng ở ngoài vườn, ngoài luống. Thì phía dưới này, lúc này là có những cái mầm rất là đẹp. Thời tiết lúc này nó cũng dịu bớt đi rồi, nó không nắng như cái thời gian trước nữa. Đấy, đang khô những cái thân này các bạn này. Những cái thân này thì mình sẽ ngắt bỏ đi, và những cái mầm nó yếu ớt còn lại như thế này thì mình cũng lên dọn cắt bỏ đi. Mục đích lúc này là dọn hết những cái thân mà nó yếu ớt, nó khô, mình dọn đi để mình chăm sóc, mình lấy cái mầm ở phía dưới. Mấy hôm nay thì thời tiết miền Bắc nó có một chút sương đêm, thì thông thường cái hoa thực dược mà nó có sương đêm thì chúng sẽ hồi sinh rất là nhanh và chúng sẽ ra những cái mầm rất là đẹp ở phía dưới. Khi những cái mầm mà nó mọc lên thì cái hoa thực dược nó sẽ trẻ hóa đi và nó sẽ phát triển tốt, để cho những cái bụi hoa thực dược vào những cái ngày tháng tới đây. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra cái giá thể này xem có ẩm ướt quá không. Mình cứ để ngoài trời mình chả có chăm sóc gì đâu các bạn, mưa gió không che, nắng cũng không che, cứ để ở dưới sân gạch. Bây giờ kiểm tra xem có củ nào bị thối không. Lúc này mình phát hiện ra một củ đang bị thối các bạn, mình sẽ móc qua lên, móc qua lên để mình kiểm tra và mình loại bỏ đi. Những củ thối này các bạn không nên để. Mình để củ thối này ở trong chậu thì nó sẽ lây lan sang những cái củ khác. Khi mà nắng nóng quá cộng với thời tiết mưa gió thất thường thì nhiều củ nó sẽ bị thối. Và mình sẽ kiểm tra xem có những củ nào không. Đối với cái chùm củ này thì khả năng mình sẽ phải đào lên để mình kiểm tra toàn bộ tổng thể cái chùm củ này. Cái chùm củ này của mình trồng cách đây cũng mấy năm rồi đấy các bạn ạ, chứ không phải là vụ vừa rồi đâu. Đây là cái chùm củ này nó rất là to, chứ nó không phải nhỏ như cái chùm củ mà mình vừa mới trồng cái vụ vừa rồi đâu. Cái chùm củ này đến lúc này của mình là nó phải hai lứa hoa thì 2 năm rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lật lên cho các bạn xem. Đây, phía dưới này một số củ đang bị thối các bạn. Không thể tránh được cái củ thối về cái mùa này các bạn. Nên là có những cái củ thối nào thì chúng ta nên loại bỏ hoa đi. Khi các bạn có những cái chậu hoa thực dược mà nhìn nó phát triển kém ở cái giai đoạn này, thì các bạn đào cái chùm củ lên kiểm tra cho mình xem là ở phía dưới rễ nó còn ra được không, và có những cái củ nào thối không. Nếu có thì chúng ta nên loại bỏ vớt đi. Chùm này của mình nó rất là to chứ không phải nhỏ đâu các bạn, vì nó là 2 năm rồi, 2 vụ rồi, nên là cần phải kiểm tra kỹ những cái củ nào nó thối thì mình loại bỏ đi các bạn. Lúc này thì qua quan sát thì những cái rễ ra cũng rất là đẹp, bộ rễ thì ra cũng rất là đẹp. Lấy những cái củ thối các bạn, nó thối nhũn luôn. Khi mà nó thối như này thì nó sẽ tạo ra nhiệt, nó nóng và nó sẽ làm cho những cái củ khác thối theo. Cái chùm này lát nữa thì mình sẽ trồng sang một cái chậu khác và mình sẽ tách ra. Thì tại sao phải tách ra? Đối với các bạn mà chưa có nhiều giống về cái mùa này, nếu muốn chắc ăn, những cái chùm củ trước cây trồng cả chùm mà lúc này đang có mầm như này thì các bạn tách được thì các bạn cứ tách ra mà nhân tiếp ra để dự phòng. Khi mà không may cái củ này nó bị thối, nó không lên được cây thì lại còn cái củ khác. Mình nhà vườn thì mình rất là nhiều giống, không nhất thiết mình cần phải tách ra ở cái thời điểm này. Nhưng mà qua video này mình làm, mình chia sẻ cho các bạn để cho các bạn giữ giống thôi. Chùm này của mình nó rất là to các bạn. Cái giá thể này của mình thì lúc này thì nó cũng cũ rồi các bạn, cũng trồng được mấy tháng rồi. Trong quá trình mình để ngoài trời mưa gió thì nó cũng bị mục lát những cái chấu
và lúc này nó đã có lẫn những cái củ nó thối. Đấy, lúc này mình đã tách được ra đây các bạn. Nếu tách được càng nhiều phần thì càng tốt các bạn, vì khi mà tách được ra nhiều phần thì chúng ta trồng thì cái giống của chúng ta nó sẽ không bị mai một đi. Có những cái chùm củ mà nó sai củ mà còn tách được nhiều phần thì chúng ta cứ lên tách ra mà trồng. Thời điểm này rất quan trọng để cho cây hoa được dược nó phát triển, sau này chúng ta mới có những cái mầm, những cái ngọn để chúng ta cắt dâm và nhân giống trồng cho cái vụ hoa tiếp theo. Những cái củ cho dù nó có nhỏ một chút, nếu mà có mầm, những cái củ mình đang cầm trên tay này thì các bạn vẫn cứ trồng bình thường, nó vẫn cứ lên bình thường. Đấy, cứ có mầm là chúng ta trồng được, củ không thối, không có mầm, cho dù củ to hay củ nhỏ là chúng ta đều trồng được. Lúc này thì mình đã loại bỏ toàn bộ những cái củ thối và đã tách ra làm mấy phần rồi. Cái giá thể này thì tí nữa mình sẽ thay những giá thể khác, mình trồng sang cái chậu khác các bạn, vì không gì bằng cái giá thể mới. Giá thể này mình đã trồng được mấy tháng rồi, để ngoài trời mưa gió rồi. Đây, cái củ này rất là nhỏ các bạn này, nhưng mầm rất là đẹp. Những cái củ này mình trồng là nó vẫn lên cây bình thường. Khi cái giá thể nó đã cũ đi rồi thì nấm bệnh nó cũng từ đó mà lan ra, và nó sẽ tiếp tục làm thối những cái củ tiếp theo. Khi mà các bạn đào lên như này thì các bạn tiến hành rửa sạch đi và tiến hành thay chậu, thay cái giá thể mới. Thì giá thể cũng qua rất là nhiều video mình chia sẻ rồi, các bạn chỉ cần đất màu với lại vỏ trấu hoặc là mùn rơm rạ khô, miễn là có cái gì nó mục lát ra mình cho vào đó để cho nó tơi xốp là được, không cần phải trộn bất cứ một loại phân gì. Là do nhuận tháng, lúc này lắng nhẽ ra nó là tháng 7 rồi, nhưng mà vẫn đang ở cái tháng 6 âm. Thời tiết nhiều khi nó không theo cái tháng nhuận đâu. Lúc này nếu mà đêm cứ có sương thì là cây hoa được dược sau khi đã trải qua những cái ngày hè lắng mà đêm có chút sương, cộng với lại cái khí hậu thời tiết nó mát khoảng độ 32-33 độ trở lại thì là cây hoa được dược nó sẽ tái sinh, nó mọc những cái mầm mới ra như này. Khi nó mọc những cái mầm mới ra như này là chúng ta rất là mừng, bởi vì cái củ hoa được dược sau khi trải qua những ngày nhiệt độ 38-40 độ ngoài trời, nhiều khi còn trên 40 độ, mà mọc được ra những cái mầm mới như này, phía dưới mà ra được những cái rễ trắng cho dù nó không có nhiều, đây cũng là cái dấu hiệu vui cho biết là cái củ hoa được dược này nó sẽ sinh tồn và nó sẽ cho chúng ta những cái cây giống vào cái thời gian sắp tới. Thời gian này thì các bạn chú ý cho mình là đừng để bị mưa nhiều ngày. Đây thì mình vẫn để ngoài trời. Thực ra thì mình cũng có những cái chậu mình để ngoài trời, mình không có che chắn gì, không có che mưa, che nắng gì, mình để trực tiếp ở nền sân gạch. Mưa gió thì trong suốt cái thời gian vừa qua và lắng, nó đã làm cho những cái cây hoa được dược nó đã lụi như lúc đầu mình quay cho các bạn xem. Nhưng sau khi kiểm tra cái chùm củ ở cái chậu này thì mình cũng chỉ thấy bị thối mất mấy củ thôi các bạn. Những cái củ thối thì mình đã loại bỏ đi rồi. Và mình đánh giá cái chùm củ giống hoa thực dược này nói chung là rất là tuyệt vời. Đấy, mình đã tách ra. Lúc này mình thay mới thì cái tỷ lệ tơi xốp nó sẽ cao hơn và nó thoát nước rất là tốt. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi trồng vào cái chậu khác. Thì video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Đấy, các bạn thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.